Xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành Niên Mệnh Trường Lưu Thủy, ngày Nhâm Thìn tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm Trường Lưu Thủy, kỷ tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hỏa Tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Nguyệt Yếm Đại Họa xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn diễn ra được tốt đẹp. Ngày này, công việc của bạn nhờ có được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, còn được cấp trên tạo điều kiện cho nên hiệu suất công việc cao hơn hẳn. Với bạn tuổi Tý, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu nữa. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn đang có được cát tinh trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn thêm phần được thuận lợi. Với bạn tuổi Tý có thể sẽ tìm được những đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau cho nên đạt được sự thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên cho nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng được sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này sẽ làm giảm niềm vui của bạn đi một chút khi cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có dấu hiệu sự lạnh nhạt. Có lẽ do bạn và nửa kia đều thiếu thời gian quan tâm và hỏi han nhau cho nên mối quan hệ có phần xa cách. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ diễn ra được tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc có được sự giúp đỡ, đạt được hiệu quả cao hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành công việc sớm trước cả thời gian dự tính ban đầu. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán thêm phần được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày rất có thể sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Ngày này với bạn tuổi Sửu có thể sẽ phải đối mặt công việc có sự cạnh tranh, đấu đá, ngầm tác động không nhỏ lên những kế hoạch của bạn. Có lẽ với bạn tuổi Sửu cần phải có những tính toán dự phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu á, nếu như có thị phi ập đến với bạn, tốt nhất là nên im lặng để cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được. Và nếu như bạn cứ đối chọi lại những lời gièm pha đó, với bạn sẽ càng thiệt thân hơn mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh con người của bạn, không giải thích quá nhiều vì chỉ tốn công vô ích mà thôi. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này sẽ gây ra ức chế về tâm lý, khiến cho tinh thần của bạn bị dồn nén, dễ khắc khẩu với nửa kia. Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho bạn không vừa ý và hơn thua với người ấy cho bằng được. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, dù có cãi vã, bạn thắng đi chăng nữa thì cuối cùng lòng của bạn cũng có được nhẹ nhõm chút nào đâu. Vài câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, đề phòng những xui rủi có thể phải đối mặt trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, công việc có sự cạnh tranh, đấu đá ngầm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, cần phải có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tốt nhất là nên im lặng cho qua thị phi ập đến. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tinh thần bị dồn nén, dễ khắc khẩu với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 60, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội chia chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần cảm thấy được cuộc sống này rất nhẹ nhàng, không còn lo toan vất vả quá nhiều như trước nữa. Với bạn tuổi Dần, bạn đã biết rút ra những bài học kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình luôn tươi mới và trở nên tốt đẹp hơn. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, rất có thể với những nỗ lực của bạn trong khoảng thời gian vừa qua, với bạn sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn tuổi Dần cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của mình với những người xung quanh qua kết quả làm và cả thái độ của bản thân với mọi người nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần có thể sẽ kiếm được bội tiền trong ngày hôm nay, nhất là đối với những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn được thuận lợi, bạn nên đáp lễ lại những người đã hỗ trợ cho bạn nhiệt tình trong khoảng thời gian vừa qua. Những vận may mà bạn có hoàn toàn không chỉ là do mình tạo nên, đó là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người nữa đối với bạn tuổi Dần nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không quản lo toan. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, biết rút kinh nghiệm để cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, có thể nhận được cơ hội thăng tiến nhờ nỗ lực đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, cần tiếp tục chứng minh năng lực của bản thân mình qua các phương pháp và thái độ làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, người làm kinh doanh, buôn bán có thể sẽ kiếm được bội tiền trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao,
Con số may mắn số 36, số 98, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này sẽ gây ra cho bạn tuổi Mão có thể xảy ra xung đột với nhiều người ở gần mình và đó có thể là người thân, bạn bè chỉ vì một vài quan điểm trái ngược nhau. Với bạn tuổi Mão cần phải cẩn thận khi chia sẻ những thông tin cá nhân của mình với người khác vì có thể đối phương sẽ dùng nó để chống lại bạn. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày của chính tài nhập cục. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập tương đối là ổn định từ công việc của mình. Với bạn tuổi Mão, bạn luôn chăm chỉ để sớm có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bản thân cũng như là những người thân. Nỗ lực chính đáng của bạn tất nhiên sẽ sớm được đền đáp xứng đáng mà thôi. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, điều này sẽ làm cho tâm trạng của bạn khá là nhạy cảm. Vì vậy, bạn cần phải tránh xa những người có năng lượng tiêu cực nếu không muốn mình phải bị ảnh hưởng xấu bởi nguồn năng lượng ấy. Và bạn hãy nhớ là cần phải kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình trước khi có ý định phát ngôn về một vấn đề gì đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có thể sẽ xảy ra xung đột với nhiều người ở gần mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa cần phải cẩn thận khi chia sẻ những thông tin cá nhân với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có nguồn thu nhập tương đối là ổn định. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc sớm đạt được mục tiêu nhờ nỗ lực của chính bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên kiểm soát tốt cảm xúc, tâm trạng của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 94, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn rơi vào trong những phiền não vì những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang cảm thấy tự ti với những gì mà mình chưa làm được, trong khi đó bạn bè đồng lứa đã thành công rực rỡ. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy thôi so sánh một cách vô nghĩa như vậy bởi mỗi người có một cách sống và nếu như bạn tự tin với những gì mà mình theo đuổi thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến mà thôi. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, với những cảm xúc tiêu cực chính là rào cản lớn khiến cho bạn gặp phải những khó khăn về công việc và cả chuyện tình cảm nữa. Lúc nào với bạn tuổi Thìn cũng tự cho mình là yếu kém thì sẽ không thể nào tiến lên được. Với bạn tuổi Thìn, hãy tự nhìn nhận lại đúng khả năng của bản thân. Bạn nên nhớ rằng hạnh phúc ngay ở trong cách mà bạn suy nghĩ mà thôi chứ không phải là ở việc ngày nào đó bạn sẽ giàu có và thành công. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này còn khiến cho tính khí của bạn mệnh có phần khô khan, bốc đồng, chưa biết linh hoạt, tiến lui, chưa khéo léo. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới tình cảm lứa đôi, đối phương buồn lòng vì bạn thờ ơ, không lãng mạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa rơi vào trong phiền não vì những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ cảm thấy tự ti khi so sánh với bạn bè đồng lứa. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tự tin với những gì mà mình theo đuổi sẽ có một ngày thành công. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hãy tự nhìn nhận đúng khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy có phần khô khan, chưa biết linh hoạt trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ.
Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ nên tránh đối đầu với cấp trên hay là những người có quyền chức trong ngày hôm nay. Chỉ cần với bạn tuổi Tỵ, bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình thì với những hành động, lời nói của bạn nói ra sẽ chính là vũ khí quay lại tấn công bạn bất cứ lúc nào nữa đó nhé. Trong môi trường tập thể, việc va chạm qua lại là điều không có thể tránh khỏi được. Vì vậy, cách tốt nhất là với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải học cách kiềm chế bản thân mình. Có như vậy, bạn mới có thể an toàn thoát được vòng vây của những kẻ tiểu nhân. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. May mắn là bên cạnh bạn luôn có được một người luôn sẵn lòng giúp đỡ, lắng nghe và đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho nửa kia của mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm mặn nồng, thắm thiết; tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tinh thần mệt mỏi, sức khỏe giảm sút; tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, học cách kiểm soát về cảm xúc của bản thân, tránh gây ra những lỗi lầm đáng tiếc; tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp; tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tránh đối đầu với quan chức người có chức quyền trong xã hội. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho mọi việc của bạn đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Con đường sự nghiệp của bạn trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Với bạn tuổi Ngọ sẽ có những cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Bạn hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo và truyền dạy cho những kinh nghiệm đáng quý nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ đang có được vận khí hài hòa, cho nên bạn có thể sẽ nhận được những cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài phát lộc. Bạn mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và những lời mời hợp tác đầu tư từ người khác. Cho nên nhân cơ hội này để phát triển về quy mô, hoàn chỉnh cách thức kinh doanh sẽ càng ngày càng thu về được lợi lớn cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này còn cho thấy con đường tình duyên của bạn cũng đang rất vượng vận về đào hoa, người đến kẻ đi dập dìu. Vô nhưng tiếc rằng với bạn tuổi Ngọ vẫn chưa tìm được ai thực sự thực lòng với mình. Sự kén chọn đang lớn dần lên ở trong bạn, mặc cho người lớn thúi giục bạn như thế nào đi chăng nữa đó nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát; tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, con đường sự nghiệp trở nên hanh thông hơn, có được cơ hội thăng tiến; tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nên làm thân với đồng nghiệp lớn tuổi để được truyền dạy cho những kinh nghiệm quý; tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có thể sẽ nhận được những cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài phát lộc; tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình duyên vượng nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi. Điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mùi có thể sẽ gặp khá nhiều vất vả, làm việc phải cố gắng sức, chạy đôn chạy đáo mà hiệu suất chưa chắc đã đạt được như mong muốn. Đã vậy, với bạn tuổi Mùi còn phải chống lại sự cạnh tranh từ phía bên ngoài, chẳng lúc nào được yên thân cả.
Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, cách hành xử của bạn có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bạn. Do đó, bạn hãy luôn để ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để hành xử sao cho hợp lý. Và dù gặp chuyện bất bình, bạn mệnh cũng cần phải bình tĩnh, nín nhịn cho qua chuyện vì nếu làm căng sẽ chỉ hại mà không có lợi, mất việc như chơi đối với bạn tuổi Mùi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thổ khí đương vượng, điều này cũng nhắc nhở cho bạn tuổi Mùi nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Công việc dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, với bạn tuổi Mùi cũng nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ để tránh đổ bệnh nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đương đầu với không ít khó khăn, sóng gió, gặp nhiều vất vả. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, phải làm việc vất vả gắng sức, chạy đôn chạy đáo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, một mình phải chống lại sự cạnh tranh từ bên ngoài. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải để ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để hành xử sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ chơi chơi cho cái chuyện tình cảm và các mối quan hệ xung quanh của bạn trong ngày hôm nay khá là suôn sẻ. Vợ chồng đã tìm được tiếng nói chung sau bao nhiêu lần bất đồng vì những mâu thuẫn. Cả hai đã chịu lắng nghe đối phương chứ không chỉ thích bảo vệ quan điểm cá nhân của mình như trước nữa. Và để cho tình yêu thêm phần được thăng hoa, cả hai bạn nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn, thường xuyên hâm nóng tình cảm. Và khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu có sức mạnh lớn lao để thôi thúc chúng ta nỗ lực hơn, phấn đấu hơn cho tương lai của mình nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn mang theo được nguồn năng lượng dồi dào, tích cực để cho bạn dám đương đầu với những khó khăn. Công việc càng nhiều yếu tố kích thích bạn càng phát huy được khả năng và tăng cường sức chiến đấu. Với bạn là người dám chạy theo những lĩnh vực mới chứ không chỉ giới hạn bản thân mình trong một khuôn khổ nhất định nào cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của bạn diễn ra được suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau nhiều sự bất đồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đôi lứa đã chịu lắng nghe đối phương. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có nguồn năng lượng dồi dào, tích cực để đương đầu với những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, công việc càng nhiều yếu tố kích thích càng phát huy được khả năng của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dậu Thìn lục hợp. Điều này sẽ giúp cho nguồn thu nhập của bạn khá là dồi dào và bạn tuổi Dậu không gặp phải vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bạn tuổi Dậu cũng đừng để cho tính cách phóng khoáng của mình khiến cho bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này với bạn tuổi Dậu càng cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng được dư dôi hơn nhé. Ngoài ra, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, các thần này chiếu mệnh còn cho thấy bạn rất giỏi trong việc giữ hòa khí với các thành viên trong gia đình, thậm chí là bạn là chỗ dựa về tinh thần cho cả họ khi cần thiết. Lúc này, một số người đang rất cần của bạn để được tâm sự và chia sẻ nữa.
Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, về cơ bản sức khỏe của bạn cũng khá tốt, ổn thỏa về thể chất lẫn tinh thần. Với những lúc rảnh rỗi, với bạn mệnh tuổi Dậu nên tham gia vào một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai cũng sẽ giúp cho tinh thần của mình luôn được tươi mới nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy có được nguồn thu nhập khá dồi dào, không gặp phải vấn đề gì về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa chớ nên chi tiêu quá hoang phí, không có kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng được dư dôi hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc trở thành chỗ dựa về tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, sức khỏe và thể chất lẫn tinh thần đều được ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ đe dọa tới vận trình của mình khi bạn đang gặp tiểu nhân khiến cho bạn khá là vất vả trong việc tìm cách để giải quyết vấn đề. Và ngày hôm nay cũng không phải là dịp để cho bạn tuổi Tuất đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp vì dễ bị cảm xúc chi phối. Và nếu như bạn cứ cố chấp tiến hành thì bạn mệnh nhất định sẽ phải hối hận hoặc là phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được. Dẫu vậy, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng không nản chí vì bạn đang có được thiên ấn chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn có được tinh thần mạnh mẽ và vững vàng. Bạn tuổi Tuất nên tận dụng lúc này để phát huy hết khả năng đương đầu với những khó khăn, tháo gỡ những bế tắc bằng chính năng lực của bản thân. Đồng thời cũng đừng quên vận dụng những mối quan hệ thân tình để giảm bớt đi áp lực, tìm kiếm được sự giúp đỡ cho những việc chưa hoàn thành của mình nữa nhé. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sức khỏe của bạn lại đang có những dấu hiệu xuống dốc do bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng ức chế khiến cho tâm tính của bạn bất ổn, cho nên với bạn tuổi Tuất thường cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém ngon, dễ bị xúc động mạnh. Ngoài việc kiềm chế, chế ngự cảm xúc của bản thân thì với bạn tuổi Tuất nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho bản thân mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân đe dọa, vất vả phải giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tinh thần mạnh mẽ, vững vàng, không bỏ cuộc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên tận dụng lúc này để phát huy khả năng đương đầu với những khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu bị xuống dốc, thân thể mệt mỏi, ăn uống kém ngon. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn tuổi Hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao một cách tốt đẹp và khéo léo. Ngày này với bạn tuổi Hợi rất thuận lợi để cho bạn hợp tác làm ăn cùng với đầu tư những dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ dành cho bạn. Bạn tuổi Hợi cần phải tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có được điều kiện thuận lợi như thế này đâu nhé. Hơn bao giờ hết, với bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mà mình đã đạt được. Và nhân lúc này, với bạn tuổi Hợi, bạn còn xây dựng được lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai của mình. Nhưng nhớ là kế hoạch của bạn phải sát thực với thực tế, chớ nên mơ mộng viển vông, kẻo bạn lại bị ngã đau nữa đó nhá.
Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ khiến cho vận trình tình cảm của bạn lại có phần bị sa sút rõ rệt. Với những mâu thuẫn, căng thẳng nảy sinh từ ngay những chuyện nhỏ nhặt nhất, những chuyện mà bình thường các bạn sẽ giải quyết chúng một cách nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại khiến cho cả hai xảy ra sự tranh cãi nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao một cách tốt đẹp và khéo léo. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, thuận lợi để hợp tác làm ăn cùng đầu tư các dự án lớn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy tận dụng cơ hội hiện tại để thu lợi cho bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, cảm thấy hài lòng, tự tin với những gì mà mình đạt được. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm bị sa sút do những mâu thuẫn nảy sinh. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.